Xin chào quý khách hàng, ngày hôm nay Kho Thảo Dược 24 giờ xin phép được giới thiệu đến quý khách 18 loại trà túi lọc thảo dược. Sau nhiều năm nghiên cứu và bằng các bí quyết gia truyền, Kho Thảo Dược 24 giờ đã cho ra đời dòng sản phẩm trà túi lọc thảo dược. Xin giới thiệu đến quý vị 18 loại trà thảo dược của chúng tôi gồm có phan tả diệp, lạc tiên, an xoa, chè vàng sẻ, giảo cổ lam, dây thiệt canh, cà gai leo, chè dây, bồ công anh, xạ đen, tí tô, lá sen, đinh lăng, cỏ ngọt, trà túi lọc trị mất ngủ, trà túi lọc giảm cân, trà túi lọc Atiso Đà Lạt và trà túi lọc thanh nhiệt. Tùy theo nhu cầu sử dụng, quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình các loại 20 túi, 30 túi hoặc 40 túi. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các loại trà túi lọc khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là những sản phẩm chính hãng? Đây là sản phẩm của Kho Thảo Dược 24 giờ, sẽ có đầy đủ thông tin của sản phẩm, thành phần, nơi sản xuất, ngày sản xuất cũng như là hạn sử dụng và công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm. Các sản phẩm của Kho Thảo Dược 24 giờ đều được sản xuất tại các nhà máy Nghệ An và Bắc Giang, có đầy đủ giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là phân phối tại các nơi. Là những người tiêu dùng thông minh, quý vị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm chính hãng và đặc biệt là cho sức khỏe của chúng ta. Kho Thảo Dược 24 giờ, thảo dược xanh cho cuộc sống an lành.